Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 1 nhé. Đây là bài nghe. Bài nghe để bữa nào chúng ta sẽ có một vài video nghe cho các bạn sau. Đây là cái bài phần phát âm này. Rồi các bạn chú ý, chúng ta sẽ có answer, chữ E, chữ R để đọc là R. Teacher, teacher, đọc là R luôn. Butter, đọc là R. But, là đọc là R. But. But. Rồi chúng ta sẽ khoanh vào câu D nhé. Bởi vì cái chữ IR này đọc là ơ, trong mấy chữ kia đọc là ơ. Rồi câu số 2, surprise, along, neighbor, burn. Rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu D, bởi vì đây đọc là ơ, trong khi mấy kia đọc là ơ. Rồi câu số 3 nè, câu số 3 nhé. Up, up. Cái này chữ F này đọc là V đấy. Fat, feel safe. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu A, bởi vì chữ F đọc là V, trong khi mấy cái chữ F cái đọc là F luôn. Spring, chữ S đọc là S này. Visit, chữ S này đọc là Z này. Z, visit. Present, present, Z. Usually, usually, chữ S đọc là Y luôn. Vậy đây chúng ta khoanh vào câu A. Câu số 5, cur, là chữ K. Keen, K. Glove, chữ G. Cook. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu C. Rồi chúng ta xuống bài dưới phần ngữ pháp. What would you like to drink now? Bạn muốn uống cái gì bây giờ? Chúng ta sẽ khoanh vào câu D. Orange juice please. Nước cam ép làm ơn. Rồi tất cả chúng tôi đều thích nghe nhạc cổ điển. Đằng sau enjoy là động từ thêm ing, cho nên ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu C. Listening. Câu số 3, cô ta làm việc chăm chỉ, vì thế cô ta đỗ tất cả kỳ thi. Ở đây chúng ta sẽ khoanh vào sâu vì thế. Câu số 4, hoa nhìn rất là đỏ, cô ta đã bên ngoài cả ngày hôm qua. Và có lẽ là cô ta đã bị gì? Câu A, cảm cúm. Câu B là cháy nắng. Câu C là mụn nhọt. Câu D là stomachache, là đau bụng. Ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu B, cháy nắng. Câu số 5, my family has decided. Tức là gia đình của tôi vừa mới quyết định sử dụng ít điện bằng cách sử dụng bóng đèn, sử dụng năng lượng mặt trời. Ở đây sẽ là ít đi, chúng ta xài less. Ngoài ra chúng ta cũng có từ ít, đó là ít hơn, đó là fewer. Nhưng mà fewer sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều. Còn less cộng với danh từ không đếm được. Less cộng với danh từ không đếm được như nước, đường, sữa đó. Ok. So sánh ít hơn nha, có hai cái đó là less và fewer nhé. Câu tiếp theo, tôi thấy rằng playing board game interesting, bởi vì ở đây là interesting cho nên đã chúng ta sẽ try. Nếu mà ở đây I think một cái hobby nào đó thì ở đây sẽ là y một cái tính từ đằng sau, ví dụ interesting ở đây think thì phải xài y. Rồi câu 7 này, bạn có muốn tôi tắt máy tính không? Turn off là tắt. Không, tôi sẽ tự làm, bởi vì đằng sau nó là tôi sẽ tự làm, cho đằng trước nó phải là gì không? Cảm ơn đấy, no thanks. Câu số 8, bạn thích chơi Monopoly hoặc chơi cờ, tức là những cái trò chơi bàn cờ đấy ha. Chúng ta sẽ chơi board game. Rồi chúng ta sang bài B là bài reading. Rồi bài reading nè, chúng ta có từ hobby là sở thích, improve cải thiện, when là khi nào, write là viết, because là bởi vì, difficult là khó khăn. Chúng ta sẽ khoanh nè. Tên của mình là Sarah, sở thích của mình đó là đọc sách. Mình thích đọc sách khi mình rảnh rỗi. Mình đã bắt đầu nó khi mình còn mình mới có 4 tuổi. Lần đầu tiên mình đọc nó mình cảm thấy thú vị, vì thế mình đã giữ cái thói quen đọc sách này. Những người giáo viên luôn luôn dạy tôi đọc những cái từ khó. Tôi rất vui khi tôi đọc một câu chuyện mà có kết thúc có hậu. Tôi thấy hồi hộp khi tôi đọc một chuyện trinh thám. Tôi thích đọc bởi vì tôi thích khám phá trí tưởng tượng của thế giới của tác giả, những tác giả yêu thích của tôi. Ví dụ như bà Rowling này đã viết ra Harry Potter, có rất nhiều thuận lợi trong việc đọc sách, tức là ưu điểm của việc đọc sách. Đọc sách có thể làm cho tôi thư giãn và thấy cảm thấy can đảm. Tôi còn có thể học được nhiều từ từ mới, những cái từ vựng về những thứ mới ấy. Sau đó thì tôi có thể cải thiện được tiếng Anh của tôi, tức là bạn này đọc sách tiếng Anh. Ngoài ra tôi có thể nó có thể mang cho tôi được một cái trí tưởng tượng không có giới hạn, một trí tưởng tượng phong phú đó. Vì thế tôi có thể viết được sách trong tương lai. Tôi có thể học về những văn hóa khác nhau, những phong tục khác nhau của những đất nước khác nhau trên thế giới nữa. Tôi đọc ít nhất 1 giờ một ngày. Tôi đọc sách
Tôi tự đọc sách, tôi luôn luôn đọc nó ở nhà. Tôi ước rằng tôi có thể đọc các loại sách khác nhau bởi vì nó có thể là rất thử thách. Rồi, chúng ta điền xong rồi, số 1 sẽ là hobby. Ơi. Rồi, chúng ta xuống phần dưới. Chúng ta đọc bài đọc và trả lời các câu hỏi tranh Xuân Dầu này. Từ thế kỷ thứ 18, dưới ảnh hưởng của xã hội, văn hóa, công nghệ thì tranh Sơn Dầu đã có phát triển vượt bậc, đã kinh ngạc. Chúng có chút nổi loạn nhưng mà nhiệt tình và thành công. Tranh màu nước, tranh nước. Tranh màu nước thì được xem như là một cái cách độc đáo để mà diễn tả cái giấc mơ một cách sáng tạo, minh họa tình cảm và những cảm xúc tươi sáng, sử dụng những chất màu hòa tan được trong nước. Rồi, tranh phác họa Van Gogh đã không bắt đầu tranh vẽ tranh cho đến khi đến đến gì đến tuổi 20 của ông ấy hả? Ông ấy đã vẽ ra hơn 2.000 bức tranh, bao gồm có 900 bức tranh và 1.100 bức phác họa. Rồi tranh chân dung, nàng Mona Lisa là một bức chân dung nổi tiếng của thế kỷ 16, viết bởi vẽ bởi Leonardo da Vinci, và cái nhận dạng của người thông tin về người phụ nữ này vẫn còn là một điều bí ẩn mặc dù có nhiều nghiên cứu của các nhà sử gia mỹ thuật. Rồi bây giờ chúng ta trả lời các câu hỏi này. Câu 1, what kind of painting, cái loại tranh nào thì nổi loạn, chúng ta sẽ viết là oil painting. Oil painting e b l. Ai nổi tiếng với tranh phác họa Van Gogh? Câu 3, Leonardo da Vinci đã vẽ tranh khi nào? Vào thế kỷ 16. Rồi. Là vẽ bức tranh là nàng Mona Lisa khi nào đó. Rồi chúng ta xuống bài dưới là nối hai câu sử dụng cái từ trong ngoặc này, sâu là vì thế này. Ông Hải luôn luôn bị đau bụng, đau dạ dày, ông ta ăn tối gần giờ đi ngủ, tức là Mr. Hải ăn tối, eat dinner. Chúng ta đổi chủ ngữ, very close to the bedtime. Xong rồi sâu, he usually has stomach problem. Bố của tôi có rất nhiều điều khác chứng. Chúng ta xài từ nhưng để giữa thôi. Rồi, câu tiếp theo, bạn sẽ có vấn đề về thở, hãy lau dọn giường của bạn thường xuyên hơn. Chúng ta sẽ để từ cái vế đằng sau trước, clean your bed room more. Rồi, chúng bài dưới. Is it a good idea to eat different kind of fruits and vegetables every day? Tức là sẽ tốt để mà ăn các loại trái cây và rau củ khác nhau mỗi ngày. My brother doesn't like ice skating because he thinks it's dangerous. Anh trai tôi không có thích trượt patin bởi vì anh ấy nghĩ nó rất là nguy hiểm.